câu chuyện này quan trọng lắm đối với tất cả chúng ta ấy. Cho nên khi nào mà thầy kể xong câu chuyện thì các bạn cùng với thầy đọc lên một đoạn thơ để xin tri ân cha mẹ của mình. Các con thử nhìn vào ngực của mình đây này. Chúng ta có bông hoa hồng màu gì? Chúng ta có màu đỏ. Tức là thầy xin chúc mừng tất cả các bạn, có nghĩa là các bạn còn cả cha và cả mẹ. Và thầy cũng xin chia buồn với tất cả mọi người khi mà ngực chúng ta có bông hồng màu hồng phai ấy, có nghĩa là bông hồng này những người đó đã mất đi người cha thân yêu của mình. Và thầy cũng rất mừng vì trong hội trường khóa sinh của chúng ta không ai phạt đau hoa hồng trắng, vì hoa hồng trắng có nghĩa là chúng ta chẳng còn cha và chúng ta cũng chẳng còn mẹ nữa. Có một câu chuyện thế này. Có một bạn, cha mẹ bạn ấy chỉ đẻ được có một mình bạn ấy thôi. Bạn ấy là con gái, bạn ấy cũng ngoan. Lúc đó thầy nhớ rằng nhà bạn ấy đang học cấp 3, bố bạn đi làm công trường và mẹ bạn làm công nhân may. Vậy thì lúc đó có lẽ bạn đang học lớp 11. Thì khi mà đi khảo sát công trường thì bố bạn lên trên tầng ấy, lên trên tầng đi kiểm tra công trình thì bị trượt ngã xuống và có cái sắt ở dưới cắm xuyên qua cả ngực. Và người bố của bạn ấy bị mất tại chỗ, đi viện cũng không cứu được. Vậy thì khi mà gia đình biết được tin ấy thì bạn ấy khóc rất là nhiều, mẹ bạn ấy cũng vậy. Bởi vì khi bố bạn ấy còn sống thì bố thương bạn ấy lắm, mẹ cũng rất thương. Bạn chẳng bao giờ phải làm việc gì cả, mặc dù gia đình bạn rất bình thường. Và khi bố bạn mất đi thì mẹ bạn vừa là một người mẹ, lại vừa là một người bố nữa. Có lúc phải làm mẹ, có lúc phải làm bố. Và cái tình thương của người mẹ dường như nhân lên. Con mình học cấp 3 cũng chưa bao giờ bắt phải thổi cơm, phải cắm cơm. Mẹ bạn ấy chỉ mong mỗi một việc bạn ấy chăm học và học thật giỏi. Bạn ấy không phải rửa bát, các bạn tin không? Lớp 11 rồi chẳng phải rửa bát, chẳng phải cắm cơm. Chỉ có một điều duy nhất, bạn ấy học cực kỳ giỏi. Bởi vì thương mẹ và bạn ấy cũng nhớ bố mình, vì lúc còn sống bố chỉ mong con học giỏi thôi. Và cứ như vậy khi học lớp 12 thì bạn ấy thi lên đại học. Và bạn ấy nói với mẹ thế này, không biết các con có nói không nhỉ? Sau này con sẽ nấu cơm cho mẹ. Sau này con sẽ nuôi gì? Nuôi mẹ. Cho nên là lúc ấy bạn chả phải lo lắng điều gì, bạn chỉ có học thôi. Và thời gian cứ vậy trôi qua, bạn ấy học đại học rất giỏi. Vào năm thứ 3 thì bạn ấy được bác ruột của mình ấy gọi điện thoại cho bạn ấy, nói là con ơi, mẹ con chết rồi. Thế là bạn ấy vội vàng tức tốc từ Hà Nội trở về quê Hải Dương nhà mình. Thì lúc bạn ấy về thì các con có biết chuyện gì xảy ra không? Khi mà bạn ấy về thì bạn ấy từ ngoài ngõ chạy thẳng vào trong nhà thì cũng thấy một cỗ quan tài như thế này này. Cỗ quan tài để làm gì? Cỗ quan tài tức là để đựng người chết ấy. Vậy là bạn ấy chạy thật nhanh tới chỗ quan tài, bạn ấy vỗ vào quan tài còn định cậy cả quan tài ra. Bạn ấy nói thế này, mẹ ơi, con còn chưa nấu cơm cho mẹ ăn cơ mà, mẹ dậy đi, mẹ đừng ngủ nữa,
mẹ dạy đi con sẽ ăn nấu cơm cho mẹ. Thì thầy chỉ biết câu chuyện nó ở mức ấy thôi. Còn sau này bạn ấy học hành thế nào thầy cũng không có rõ. Nhưng qua câu chuyện thầy muốn nhắn nhủ với các bạn một điều như thế này. Nếu như chúng ta như lời bác Hồ dạy, tuổi nhỏ thì chúng ta làm việc gì? Việc nhỏ. Và tốt nhất khi mẹ mình còn ở bên mình, bố mình còn ở bên mình, các con phải trân trọng. Chẳng hạn như là sáng chúng ta dậy quét nhà, mà nếu cắm cơm thì chúng ta cũng học cắm cơm, làm rau rồi chúng ta nấu cơm để cho mẹ ăn. Chứ sau này, mai này không ai biết được, cuộc đời nó vô thường. Lúc ấy lỡ mẹ mình mất thì có nhiều điều hứa với mẹ, với bố mình không làm được nữa. Không có cách nào để làm được. Chẳng còn cách nào để mẹ sống lại mà mình tự tay nấu cơm cho mẹ ăn. Cho nên qua cái buổi tu tập ngày hôm nay, thầy muốn nhắc nhở tất cả các bạn thiền sinh, và đặc biệt là những bạn đang học cấp 2, cấp 3, thậm chí cả đại học, các bạn phải trân trọng giây phút mà mình đang còn ở bên mẹ. Chứ mai mốt không biết điều gì xảy ra thì mình ân hận cũng không được. Cho nên thầy Quấn cùng với các bạn đọc một đoạn thơ để tri ân lên cha mẹ mình. Thầy đọc trước, các bạn đọc sau nhé. Các bạn đọc thật lớn lên nha. Đi khắp thế gian, không ai tốt bằng mẹ. Các con chắp tay vào để đọc. Gánh lặng cuộc đời, không ai khổ bằng cha. Nước biển bao la, không đong đầy tình mẹ. Mây trời lồng lồng, không phủ kín công cha. Tần tảo sớm hôm, mẹ nuôi con khôn lớn. Đem cả tấm thân gầy, cha che chở cho con. Ai còn mẹ, xin đừng làm mẹ khóc. Đừng để buồn, lên mắt mẹ nghe chưa. Các con nhớ chưa? Vậy là bây giờ nếu mình về sáng mai mình ngủ dậy mình có quét nhà không? Có nha. Thế có cắm cơm để cho mẹ ăn không? Cả làm rau nữa nha. Và thầy rất mong các con luôn luôn được hạnh phúc bên gia đình của mình, bên cha, bên mẹ của mình. Và hôm nay cũng xin tri ân lên tới tất cả các bậc phụ huynh đã gieo duyên cho con mình đến trường có một ngày tu học đạo đức. Xin kính chúc tất cả quý vị an lành, mạnh khỏe và hạnh phúc. A Di Đà Phật.